vegan side effect. Must visit heaven one day to palm print your walk of fame. Each of Master's disciples has similar, different, or more inner spiritual experiences and or outer world blessings. These are just some samples. Usually, we keep them to ourselves, as per Master's advice. Con từ hôm thiền đến nay đấy, ngày nào con cũng sống như trong thần thoại sụ. Hôm nay cũng thì con thấy có rất nhiều những chúng sinh thiên đàng họ xuống, họ bay xuống. Có những cái bông hoa rất sư phụ ở địa cầu không có, nhưng chúng hình như là biết nói, màu sắc rất rực rỡ. Rồi có những cái ông sao á, nó phát sáng màu hồng. Rồi có những cái tia, nó gần như là tia hào quang, như nó xếp thành những cái hình để nó đến, nó bay đến với con chẳng hạn. Rồi có rất là nhiều sư phụ. Có những cái, nó như là những cái, đầu tiên thì con nhìn thấy nó như là cái hộp vuông thôi. Và sau đó gia trì cho con rất là nhiều. Khi mà con chú tâm vào cái lực lượng đấy thì nó càng lớn hơn và càng lớn hơn. Thì nó, lúc đấy thì con hiểu nó không phải là cái hộp, mà nó là giống những cái cây tâm linh phát sáng sụ. Con nhìn thấy một nữ thần nhưng con không nhìn rõ mặt. Họ bay sát rồi nhìn mặt con. Sau bắt đầu họ bay đi thì con nhìn thấy họ mặc quần áo màu sắc rất là đẹp, cộng thêm tóc của họ thì màu hạt rẻ sụ, rất đẹp. Con cảm giác như lúc đó hình như là thiên đàng, những chúng ở đó họ đang muốn chào đón con vậy. Con cảm thấy họ muốn chào đón con ở chỗ đấy. Đấy là một cái. Cái thứ hai nữa là khi mà con ngồi ở dưới cái cây tâm linh á sư phụ, con thấy đầu tiên là con nhìn thấy nó lực lượng thì nó rất mạnh, thì cái đấy con không nói, nhưng mà con nhìn thấy nó, con tưởng nó rất là cứng sụ, nhưng thực ra nó không phải thế. Nó cứ quay quẩn, nó như kiểu thơm con sụ. There's no shape actually, just look like. Dạ. Có một chiều nay khi bọn con được có mấy cái sư tỷ ấy ngồi gần bọn con thì tự nhiên cái cây đấy hình như là cũng vui sụ, nó phát ánh sáng. Thế là nó làm cho con say ấy. Vegan, because we are from heavens. Each of Master's disciples has similar, different, or more inner spiritual experiences and or outer world blessings. These are just some samples. Usually, we keep them to ourselves, as per Master's advice. For more testimonies free for download, please visit suprememastertv.com/2-heaven.